kết năm 2011. Chúng ta chuẩn bị tới với loạt sút luân lưu. Hãy cùng xem đội tuyển nào sẽ cho thấy được bản lĩnh của mình và có được tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Mỹ sẽ là những người thực hiện loạt sút đầu tiên, và người đang bước lên chấm 11m đó là tiền vệ Andy Sullivan. Andy Sullivan sẽ đối đầu với Mušović. Hãy cùng xem số 17 sẽ thực hiện cú đá của mình như thế nào. Sullivan chính xác. Tỷ số trong loạt sút luân lưu là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Mỹ. Bây giờ sẽ là cú đá đầu tiên của các cầu thủ Thụy Điển. Rolfo, ngôi sao đang khoác áo Barcelona, sẽ là người thực hiện cú đá này. Cách đây không lâu thì cô còn ghi bàn trong trận chung kết Champions League. Và cũng là một cú đá chính xác nữa. Cả hai tình huống thực hiện những quả đá luân lưu đầu tiên của Mỹ và Thụy Điển đều là những cú đá rất tự tin. Thủ thành Loa Hờ đã đoán đúng hướng nhưng không thể cản phá cú đá của Rolfo. Đội trưởng Lindsey Horan sẽ là người thực hiện cú đá thứ hai của các cầu thủ Mỹ. Horan và Mušović. Và đây là cú đá của Horan. Chính xác, 2-1 cho Mỹ. Vẫn chưa có sai lầm nào của những cầu thủ thực hiện những cú đá 11m cho tới lúc này. Tiếp tục là một tình huống đoán đúng hướng, nhưng Mušović cũng không thể cản phá cú đá quá tốt của Horan. Loạt sút thứ hai của Thụy Điển, người thực hiện sẽ là Rubensson. Một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của Thụy Điển. Đây là cú đá của Rubensson. Tỷ số đã cân bằng 2 đều. Như giây phút có thể nói là rất hồi hộp. Các thủ môn liên tiếp đoán đúng hướng, nhưng những cú đá là quá tốt. Mewis, cầu thủ được tung vào sân trong hiệp phụ, sẽ là người thực hiện cú đá thứ ba của tuyển Mỹ. Mewis và Mušović. Chính xác. 3-2. Lần này thì Mewis đã đánh lừa được thủ môn của đối phương. Một cú đá vào góc cao bên trái khung thành.
Cái tên tiếp theo thực hiện quả đá luân lưu là Natalie Bion. Natalie Bion, hậu vệ đang khoác áo câu lạc bộ Everton. Không vào! Bóng đã đi vọt sang ngang. Cú đá trượt đầu tiên trong loạt sút luân lưu. Tỷ số trong loạt đá cân não vẫn đang là 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ Mỹ. Và người thực hiện cú đá tiếp theo, cú đá rất quan trọng, sẽ là Megan Rapinoe. Lợi thế đang thuộc về cầu thủ Mỹ. Và bây giờ nhiệm vụ với cầu thủ thực hiện cú đá tiếp theo của Thụy Điển là có một cú đá chính xác để cân bằng tỷ số và lấy lại sự tự tin cho các cầu thủ áo vàng. Loạt đá thứ tư của Thụy Điển, cơ hội để họ săn bằng cách biệt. Người thực hiện sẽ là Blomqvist. Blomqvist vào đó, không vào! Sự xuất sắc của đá. Tình huống cản phá của thủ thành đội tuyển Mỹ đã giúp cho Mỹ tiếp tục duy trì lợi thế dẫn trước trong loạt sút luân lưu. Tỷ số vẫn là 3-2. Và bây giờ, đội tuyển Mỹ bước vào loạt sút thứ 5. Nếu như họ thành công, thì chiến thắng hôm nay sẽ thuộc về những nhà đương kim vô địch. Sophia Smith sẽ là thực hiện cú đá quyết định này. Trọng trách được đặt lên vai tiền vệ mang áo số 11 Sophia Smith và Mušović. Rất hồi hộp. Cú đá của Smith. Không vào! Quá hấp dẫn, quá kịch tính. Sophia Smith đã đánh lừa được Mušović. Những cú đá của cô đã đưa bóng ra ngoài khung thành. Số 11 đã quyết định thực hiện một cú đá khó. Những quyết định liều lĩnh này đã không mang lại thành quả. Giờ đây thì áp lực lại thuộc về cầu thủ Thụy Điển. Họ cần phải thực hiện thành công cú đá này. Trước đó đã là hai tình huống sút trượt. Benison sẽ là người thực hiện cú đá thứ 5 dành cho cầu thủ Thụy Điển. Rất hồi hộp. Benison. Chính xác. Tỷ số được cân bằng 3-3. Năm loạt đá luân lưu đầu tiên đã kết thúc. Mỗi đội có 3 cú sút chính xác và 2 tình huống sút trượt. Hai ngôi sao của tuyển Mỹ, Sophia Smith và Megan Rapinoe, là những người đã đá hỏng. Và là suất thứ 6 này thì thủ môn Daher sẽ chính là người thực hiện. Rất hồi hộp. Một cú đá tốt của Daher. Bóng đi vào chính giữa khung thành. Eriksson sẽ là cái tên tiếp theo thực hiện cú đá cho Thụy Điển. Eriksson là cầu thủ thuận chân trái. Eriksson chính xác. Tỷ số được cân bằng 4-4. Thủ môn Daher đã đoán được đúng hướng.
Nhưng đáng tiếc là cô không cản phá được cú đá của Eriksen. Loạt sút từ bay. Đến chuyền bóng này là O'Hara. Rất hồi hộp, rất kinh tính. O'Hara đối đầu với Mušović. Không vào! May mắn đã không mỉm cười với O'Hara. Cú đá của cô đã đánh bại được Mušović. Nhưng bóng lại đi trúng cột sọc. Mušović cho tới lúc này chưa cản phá được một cú đá luân lưu nào. Toàn bộ những cú đá hỏng của đội tuyển Mỹ đều là do cầu thủ đã chủ động sút bóng và đưa bóng đi không chính xác. Bây giờ là cơ hội dành cho Thụy Điển. Nếu như cú đá của Hudik thành công, họ sẽ giành chiến thắng. Hudik không vào. Hãy cùng xem liệu bóng có lăn qua vịnh vôi hay không. Trong loạt sút luân lưu thì Nahar đang là người xuất sắc hơn. Hãy cùng xem liệu bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa. Rất hồi hộp. Như vậy là chiến thắng dành cho các cầu thủ Thụy Điển. Mặc dù thủ môn đã cản phá được cú đá của Hudik, nhưng không may cho cô, bóng sau đó vẫn lăn vào khung thành. Và công nghệ cô lại xác định là trái bóng đã đi vào bên trong khung thành, lăn qua vạch vôi. Chiến thắng dành cho thủ Thụy Điển một cách đầy kịch tính, nhưng nó xứng đáng vì ngày hôm nay họ đã chơi rất quả cảm. Một thắng lợi giàu cảm xúc của các cô gái tới từ Bắc Âu. Còn với đội tuyển Mỹ ngày hôm nay, dù rất cố gắng nhưng trước một Thụy Điển chơi quá kiên cường, họ đã trở thành cựu vương. Thì World Cup cuối cùng của Megan Rapinoe, đội tuyển Mỹ đã không bảo vệ được chức vô địch của mình. Họ chưa thể trở thành đội tuyển đầu tiên có được 3 chức vô địch World Cup liên tiếp. Còn với Thụy Điển, đây là chiến thắng trong loạt sút luân lưu đầu tiên trong lịch sử của họ tại World Cup nữa. Và Thụy Điển đã giành được tấm vé vào tứ kết. Hành trình của họ sẽ tiếp tục bằng trận đấu gặp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 8 tới đây. Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển nữ Thụy Điển với chiến thắng nghẹt thở ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay của Truyền hình Quốc hội để cùng tới với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.